không chơi nữa. Con trai thì phải chơi cái trò phóng dao hay là ném đá chứ. Vậy mày qua bên kia đi, còn tao ở đây, để lên. Dạ. Được chưa này? Một, hai, ba. Quay đi, quay đi. Tao đâu mày? Anh có gì bằng chỗ nào không? Mày mày có sao không Tượng? Chết cha, chảy máu mày ơi. Nhiều không anh? Không có nhiều, nhưng mà ghê lắm. Để tao dẫn mày ra chỗ ông Sung xin thuốc cầm máu. Đi. Nhưng sao anh hai chọi em? Anh kêu anh đầu hàng rồi mà. Cái đó người ta gọi là cá hàng. Đánh nhau phải có mua mẹo mới thắng. Có nhiều mua mẹo mới là tướng tài. Mua mẹo của anh hay thiệt. Anh chẳng nghi ngờ gì hết. Mai mốt lớn lên để đi đánh giặc. Thế nào anh cũng làm đại tướng. Hai cái thằng trời đất. Buổi trưa không ngủ trốn bên đây là cái gì? Thì đi thôi, mà kìa, nhanh lên. Trời ơi, chơi cái gì mà máu me tùm lum vậy nè. Thằng Theo, về nhà, tao nói cho mày Sương. Đi. Anh hai uống nước không? Em lấy cho. Anh hai, đi chỗ khác cho anh hai học bài đi con. Dạ. Mày có chắc là của cậu không? Chắc mà. Mà sao mày đặt tên cho nó là của cậu vậy? Bởi vì nó là thằng cu, nhưng cũng là cậu ông trời. À, vậy mày tin nó dự báo thời tiết được hả? Hèn chi, cái bữa nay mày nói mưa chú bon. Chiều nay có mưa rồi đó. Hồi nãy em nghe cô cậu nghiến răng đó. Nhưng mà nó vàng khè à, không phải cúc tía. Dạ. Cho nên á, mày đừng có mơ mà làm phò mã. Đừng có mơ mà cưới công chúa nghe chưa. Mà công chúa thiệt mà đời không vậy anh hai? Tao không biết nữa. Ê, con cậu nó bỏ đi kìa. Không sao đâu, nó sẽ quay lại. Nhà nó ở đây mà, giống như người ta đi đâu đó. Nó sẽ quay trở về nhà. Mày đọc sách riết, giờ nói chuyện y như sách. Công chúa bị vua cha ngăn cấm, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cô chỉ có một người bạn thân duy nhất là một con cọp trắng. Con cọp ấy có một bộ lông trắng như tuyết, vô cùng quý giá, khiến cho nhóm thợ săn trong vùng rất thèm khát. Một ngày nọ, nhóm thợ săn đã lập mưu bắt được con cọp trắng ấy đem đi. Công chúa biết tin, quá đau xót rồi lâm bệnh nặng. Trong lúc ấy, con cọp trắng đã trốn thoát được trước khi bị nhóm thợ săn lột da. Nhưng khi về tới chỗ công chúa thì nàng đã qua đời.
con cọp quá đau khổ nên quyết tâm trốn vào khu rừng bên cạnh làng mình để tu luyện phép thuật, trở thành con ma cọp. Và sau đó nó bắt đầu kế hoạch trả thù nhóm thợ săn. Nghe nói con cọp đó đã dùng yêu pháp của mình để nhốt linh hồn công chúa vào gốc cây chết ở đầu làng, để mỗi ngày nó vẫn được trò chuyện với công chúa. Đó, đó là gốc cây chết ở đầu làng hả chú? Bởi vậy cho nên mấy đứa tuyệt đối không được bán mạng đó, nghe chưa? Tội nghiệp công chúa quá. Tội nghiệp cái con khỉ mốc á. Tao nghe mà nổi hết da gà rồi nè. Ma cọp. Chịu gì vậy mấy đứa? Chú đầy giấy mơ tụi con. Mày chơi gì ngu vậy nè? Cục tôi nữa hả? Đâu, chỗ mày què giò mày vậy nè? Tôi cục tay ranh muốn đánh tôi què giò đó anh hai. Giỡn mặt hả mày? Giỡn mặt của mày đó hả? Có thằng trời đánh. Thiệp, đi lấy cho ba gói đồ phòng. Lát nữa có ông Năm qua chơi. Lấy, ở đâu ba? Thì bên quán má còn bận chứ đâu. Dạ, trời tối rồi. Tối cái gì? Trăng sáng trưng. Sợ ma phải không? Đi vô nhà cầm cái đôi theo. Có ma thì quất cho nó một cái, biết chưa? Dạ. Mày đi với tao nha Tường. Dạ. Chết cha. Gì nữa vậy mày? Chiều nay em có chuyện phải làm gấp đi chú Đàn. Mày em quên, em giọt đây. Ê, rồi mày định bỏ tao mình đó hả? Chứ làm sao bây giờ, chỗ của em đi ngược đường với anh mà. Mà mày đi đâu? Chú Đàn chưa cho nói, anh đi mua đồ phòng đi. Mình hẹn nhau ở góc me, rồi về chung. Mày phải đi với tao, mày mỏng đi á, tao nghỉ chơi mày luôn á. Anh nghỉ chơi em mấy bữa, rồi cũng chơi lại à. Em chạy nha, anh cũng chạy đi đó, để ba đánh đầu. Ê, Tường, Tường. Mày còn đổ phộng không Mận? Sao mặt thiệt xanh lét vậy? Tại tao chạy mệt á. Tại sao phải chạy? Gấp thì phải chạy. Mà Mận nè, hồi nãy tao chạy ngang qua cái kho nhà mày á, tao nghe hình như có tiếng. Đâu có ai trong đó đâu. Thiệt chạy mệt nên tim đập thình thịch á. Ha. Mình sao mình lại ngồi ủ đủ ngoài này vậy? Thì mình phơi mặt. Phơi mặt hả? Mày mới khóc phải không? Mới bị đòn. Lại là thằng Tường nữa hả con? Dạ, nó qua xin mấy chai ớt đó mà. Xin gì mà xin hoài vậy không biết nữa.
sao chú Đàn với chị Vinh con thì nhãn thân với nhau quá vậy? Anh không nhớ. Hồi đó đêm nào chú Đàn cũng đứng trước nhà chị Vinh tỏ hát monica hả? Ờ, tao nhớ rồi. Chú Đàn tỏ tình với chị Vinh đó. Bạn đang làm gì vậy? Tao đang phơi mấy ngón tay. Chú Đàn nói hoa tay là những vân tay hình tròn trên mỗi ngón tay. Nếu mà có nhiều hoa tay á, mình sẽ dễ đẹp viết lớp. Viết chữ cũng đẹp viết lớp luôn. Mày có bao giờ phơi mấy ngón tay không? Không. Vậy khi tao mày ướt mày làm gì? Mình chùi vô quần. Ai lại chùi vô quần? Vậy mày có hoa tay không Mận? Chắc là Mận không có đâu. Mận vừa học dốt vừa vẽ xấu quá à. Sao mà có hoa tay được hả? Chú làm gì vậy? Tại từ khi nghe chú Đàn nói về mấy cái hoa tay đó, tao tự nhiên sinh ra cái tật thích xem tay của người khác. Một, hai, ba, bốn. Mày có tới 10 cái hoa tay lận hả? Thì không theo. Coi lại đi. Chị Vinh có chuyện gì vậy Tường? Dạ, cho má con xin trái chết. Trái chết là trái gì? Đồ ngu. Thấy thầy giảng, em sợ quá. Không biết lấy trái chanh hay trái ớt, nên mới dính chùm hai thứ. Mình làm chim xanh mấy lần rồi Tường? Nhiều lắm, cả chục lần. Mà lần nào cũng xin ớt? Đâu có, chú Đàn khôn lắm. Chú dạy em, khi thì xin ớt, khi thì xin chanh, khi thì xin nước mắm, xì dầu. Có khi xin nhờ gió cho anh hai bị đau bụng. Thế đau bụng hồi nào mày? Nói dối như vậy thì mới qua mặt thầy giảng được chứ. Hồi nãy mày nói mày đưa thơ cả chục lần. Vậy có khi nào mình mở thơ coi chú Đàn viết gì trong đó không? Có một lần. Chú Đàn viết gì trong đó? Hình như là một bài thơ. Thơ gì? Em không có biết, em chỉ nhớ được có hai câu thôi. Hai câu gì tao coi? Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Thơ nó dài lắm, em chỉ nhớ được có hai câu thôi. Hai câu vậy đủ rồi, thôi ngủ đi. Mày đọc lại hai câu thơ đó lần nữa thôi Tường. Chi vậy anh hai? Tao muốn đọc thì đọc đi. Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu này. Rồi mày muốn đưa thư cho con Mận phải không? Đây tao đưa giùm cho. Trả cho tao. Trả cái này nè. Đưa hết trong bì của mày vô tao. Tại sao? Con đưa thư. Lẹ.
mày nè. Thơ gì vậy? Ai biết, anh Hiệu nó đưa cho mày á. Học sinh, nghiêm. Cái gì mà lóm xóm vậy? Còn giấu cái gì đó mặn? Cái gì đây? Dạ, theo gửi em. Thì chỗ đi. Theo, lên bảng. Tương tư nè, yêu nè, học không là học, tương tư nè. Cơ ra đây làm chi? Mình xin lỗi bạn, mình không ngờ là thầy nhãn phạt bạn nặng vậy. Xin lỗi cái đầu mày á, sao mày lại nộp thư của tao cho thầy? Thì chỉ là hai câu thơ thôi mà. Vậy mày có hiểu ở chỗ ông nói gì không? Làm sao mà bọn hiểu được? Đồ ngu, đồ con nít. Tôm. Mày nói chuyện với ai vậy? Bí mật. Bí mật cái con khỉ á. Thiệt mà, em đã hứa là không nói cho ai biết rồi. Tao là anh ruột mày, kể tao nghe có sao đâu. Ừ, đúng rồi hả? Chứ không sao đâu. Anh hai, công chúa quá đó. Mày bị khùng hả? Thôi mệt mày quá. Mày về đi, tao qua nhà con Mượn mua nước mắm. Sao anh hai chưa ngủ nữa? Mày nhiều chuyện quá, ngủ đi. Mày ngủ nữa hả Tượng? Thì anh hai cho em ngủ mà. Tao có chuyện này, không biết có nên nói cho mày nghe không? Bộ chuyện đó quan trọng lắm hả anh hai? Thì tao đã thề á, là không nói với ai. Nhưng với mày, chắc được. Đúng rồi, em là em ruột của anh mà. Để cho em nghe đi anh hai. Kêu dân này có bắt trộm. Chuyện nhỏ tiếng thôi, không phải trộm đâu mà. Mày có nhớ hồi xưa ba con Mẫn có một lần cắt phạm lỗ tai mày không? Em nhớ chứ. Lần đó em bị chảy máu quá trời. Sau đó ba không cho anh em mình qua tiệm ba chị Mẫn cắt nữa. Tao nghe nói sau chuyện đó ba con Mẫn tự nhiên dẹp tiệm cắt tóc rồi lên thành phố chữa bệnh gì á. Ba của Mẫn từ đó tới giờ không có sống trên thành phố, mà sống trong cái nhà kho đó.
Ba của Mận tuyệt vời. Toán xong rồi nè, mày chép đi. Sao lúc này thiều tốt với Mận quá vậy? Tao tốt với mày đó giờ rồi, tại mày ngu. Tại mình ngu nên không biết đúng không? Tao đâu có nói câu đó đâu. Không biết nữa. Mấy ngày nay tao chỉ thích chơi với mỗi mình mày vậy. Mình thích chơi với bạn lâu rồi. Mày thích con Mận phải không? Thì sao? Tại sao mày lại thích nó? Tao thích ai là chuyện của tao, mắc mớ gì tới mày? Bây giờ như vậy, mày nhường con Mận đó cho tao. Đồ điên. Nếu mày đồng ý, tao trả mày đống bi này. Tao không có thèm chị bi. Để làm mày được cái này. Sao? Sao mày nói mày thích con bé ba? Bé ba với bé Mận, bé nào cũng ngon hết. Thằng quốc dạy, cái thứ như mày á, đừng có hồng mà rờ tới con Mận. Cáo kìa. Bây giờ tao có thể gớt tới con Mận được chưa hả? Rồi cái con cãi tao á, thằng chó. Anh hai, em sẽ trả thù cho anh. Mày trả thù bằng cách nào? Em sẽ đánh nó. Đánh cái món xì á. Anh hai đừng lo, dùng sức không được thì mình đừng mưu. Muốn gì? Ra đây. Chi? Tao có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Chuyện người lớn. Đi theo tao. Đi đâu? Bãi ngu. Đi đi, sợ gì mày? Sao mày cũng ở đây? Thôi Tường, tha cho nó đi. Anh có biết cái này là cái gì không anh Sơn? Ê, mày đừng có như vậy nha Tường. Mày mà đâm tao là mày ở tù á. Từ nay trở đi, mày không được đụng đến hai tao. Hiểu chưa? Hiểu. Về đi. Tường, sao mày chơi liều quá vậy? Mày chơi dao thì lỡ nó chết sao? Dao gì anh hai? Cái này nào? Mày hay thiệt á. Nè. Thôi, mày đi về. Thank you.
Dạ thưa má. Sao không đi học qua đây làm chi? Con muốn phụ Mận dọn dẹp. Con về đi, má dọn gần xong rồi. Con muốn... Không có muốn gì hết. Con về tắm rửa sạch sẽ ăn cơm, rồi tối qua đây ngủ, phụ con Mận coi nhà. Ừ, dạ. Vậy má con bận đâu hả má? Má con bận lên thành phố có công chuyện gấp rồi. Mà thôi, con lo về lẹ đi, rồi còn đem cơm qua đây nữa. Dạ. Mình không thấy đói. Mà sao cái nhà kho lại cháy được hả Mận? Nhà mày đâu có nấu cơm ở trong đó, mà ba mày cũng đâu có hút thuốc. Nhưng mà trong đó có cái bàn thờ Phật, trên bàn thờ Phật có cái đèn chuông vịt á. Mà má mày cũng kỳ nữa, đang rối tùm lum á, vậy mà bỏ lên thành phố chi không biết nữa. Má Mận lên thành phố đi tìm ba Mận á. Thì ra ba mày còn sống hả? Vô nhà đi. Mơ thấy ba mày về rồi cắt tóc cho tao. Mà mày cũng không ngủ được hả? Ngủ một mình trong buồn, mình sợ. Hay là mày ngủ đây luôn đi. Tao ngủ một mình, tao cũng sợ. Con đó quá. Nhà nó cần tiền thì phải bán gấp thôi.
qua ở chung với em, chứ anh hai là hết buồn rồi. Còn được chơi với cô cậu nữa. Cô cậu thích ăn cái gì vậy? Dạ, thì là rùi, sâu, lâu lâu có ăn cơm nữa chị. Có cơm nữa hả? Dạ. Vậy chàng thư sinh có lấy được nàng công chúa không? Đương nhiên là được rồi. Cuối cùng chàng thư sinh cũng trở thành phò mã, là cùng công chúa sống hạnh phúc trọn đời luôn. Chị cũng muốn làm công chúa nữa. Chị làm công chúa đi, em sẽ làm phò mã. Mày ngồi ở chỗ này á là thoải mái phơi mặt luôn á. Má Mận coi đây là đánh Mận đâu mà phải phơi mặt. Mận ơi, Mận, má con sắp về đây đón con lên thành phố rồi đó. Thì sao bác, vậy ba con đâu? Thì dĩ nhiên tìm được ba con thì má con mới chịu về chứ. Ngày đầu á là bà tìm thấy ổng ở trên bệnh viện thành phố, bác sĩ khám xong mới phát hiện ra là ổng chỉ bị bệnh đến chứ không phải phong cù gì đâu. Má con còn nói á, để má con sắp xếp được chỗ ở ổn định ở trên đó thì sẽ về đón con luôn. Mận ơi, em vui quá chị Mận. Mận mừng quá thiệt ơi, Mận sắp được về với ba má rồi đó. Ừ, mừng quá. Tao không có thích đọc mấy cái này. Nhà tao có cả đống sách rồi. Chị Mận không? Hôm qua mưa lớn trùng anh nhiều lắm á. Bắt trùng làm gì? Thì đi, vui lắm á. Nhưng mà tao không có thấy vui. Vậy anh hai ở nhà, em sẽ kiếm cho anh con cánh cam thiệt bự. Đi chị Mận. Thèo, tháng này má con có về không? Dạ không. Ủa má ở đâu rồi? Dạ má con ra ruộng rồi. Nhà con có siêu sát thuốc không? Dạ, con không biết nữa. Được rồi, để ông ra bếp kiếm coi. Ông mới mua cho dưa mấy thằng thuốc. Ý, con cóc. Thôi ơi, hên quá đi. Kiếm hoài không có, tự dưng gặp ở đây. Ông Năm ơi. Gì con? Dạ... dạ không có gì. Không có gì đâu, ông về nha. Dạ. Mình giúp tụi bắt được nhiều trùng cho cô cậu lắm á. Ăn 3 ngày chưa hết. Ừ. Anh hai, không có cánh cam, nhà em lượm là cho anh có ốc lớn hả?
áp vô tai nghe nó kêu u u. Để nó đi, cho tao bài. Dạ. Nãy nó còn ở đây mà. Vậy bây giờ nó đâu rồi? Chắc nó chung xuống hang á. Không có, em với chị Mận cầm cây thọt xuống kiếm rồi. Đừng buồn nữa, tao biết là cậu sẽ về mà. Không, tao sẽ không về đâu. Sao mày biết? Hồi nãy em có gặp thằng Dư. Nó nói bữa trước ông đã bắt được con cóc ở nhà mình, nấu cháo cho nó. Nãy giờ lúc đó em không ham đi bắt chuột, thì cô cậu tao bị cắt cổ rồi nha, đau chéo. Thank you.
lương. Ăn thêm đi mấy nữa. Thôi đủ rồi, về đi. Mà ráng thêm chút nữa đi, ráng đi theo. Anh Hai ơi, chị Mận ơi. Em đào cái này dưới rác nè. Vàng, là vàng kìa mày ơi. Thì có bánh hai. Đúng là vàng rồi. Thằng Sơn nó có ăn cắp miếng vàng của ba nó cho tao coi một lần. Nhưng mà miếng vàng của nó nhỏ xíu à. Vậy miếng vàng này nhiều tiền lắm hả anh hai? Nhiều, nhiều dữ lắm. Một triệu không? Nhầm nhò gì, phải nhiều hơn chứ. Vậy là nhà mình hết nghèo rồi. Không phải hết nghèo, mà là giàu. Tao sẽ nói má hả, xây nhà cao hơn Nhàn Sơn luôn. Mua xe ô tô nữa anh hai, Nhàn Sơn có xe ô tô. Dĩ nhiên rồi. Chuyện gì vậy? Hồi trưa đi ngồi ốc đó má. Thằng Tường nó lượm được cục vàng. Cục vàng gì? Nè má. Đây là đồng mà, đâu phải vàng đâu. Bán không được đâu con. Đồng hả má? Có một củ rồi. Cái này là của Từ với con Mận. Mày mà không trả thì đập cái đó. Ngon, nhào vô. Kêu bông á. Anh hai, anh đừng nói với ba anh đánh em. Anh nói em leo cây bị té.
là phải đưa lên bệnh viện tỉnh khám đi. Ha. Thôi tôi về đây. Dạ cảm ơn thầy. À. Mày mà không đầm bạc như vậy, tôi đập thêm chùm mấy cây nữa. Chính mày bày đặt ra mấy cái chuyện leo trèo này phải không? Dạ, dạ đâu có. Mai mày đi rồi hả? Ừ. Mày ghét tao lắm phải không? Đồ lên xe trước nghe. Dạ. Dạ.
Mày nhớ về thăm tao với thằng Tường nha. Mày thấy sao rồi Tường? Dạ, cũng đỡ rồi. Nhưng là một chỗ em chán quá. Mày ngồi rồi hả Tự? Dạ, mới hồi nãy thôi. Công chúa ghé thăm em, rồi cái em ngồi giật luôn. Công chúa gì đây? Công chúa đẹp lắm, cổ mặc nguyên cái váy đầm màu vàng. Hồi nãy trước khi anh hai dậy, cổ đứng bên cửa sổ nói chuyện với em á. Vậy công chúa nói gì với mày? Phò mã. Vậy công chúa chọn mày là phò mã rồi đó. Mai mốt á, mày sẽ được làm trạng nguyên, rồi được làm tể tướng, y như trong chuyện cổ tích vậy đó. Công chúa y chang trong chuyện cốc tí vậy đó. Hay, để tao dẫn mày đi chơi nha. Anh hai mệt rồi kìa, mình về đi. Ráng đi, sắp tới rồi. Sao mày đứng được hay vậy? Chắc là nhờ công chúa. Tôi kêu má đưa mày vô nhà thương điên bây giờ à. Chứ công chúa hoài. Thiệt đó anh hai. Hồi nãy công chúa tới đây, cô kêu em đứng dậy ra cửa sổ để cô tặng quà. Rồi cái em đứng dậy luôn. Anh hai tên thì coi nè. Thank you.
Đoàn Nhi, sao tôi không nghe lời ta? Bây giờ ta giam con vào lãnh cung, chưa có ý chỉ của ta, không được ra ngoài, hiểu chưa? Con lệnh phụ hoàng. Người đừng công nhắc với phụ hoàng là ta liếng hái những bông hoa này nha. Người mà biết được chắc chắn sẽ phải ta rất là nặng đó. Người biết không, phụ hoàng không có cho ta đi vào phò mã. Bây giờ ta biết tính sao đây? Chắc ta phải tiếp tục đại với bông hoa này trên đường để phò mã có thể tìm đến đây gặp ta. Nhưng người nhớ phải giữ bí mật này đó nghe chưa? Kẻ nào to gan xâm phạm vương quốc của trẫm? Bách, Bách Tám. Tám chính gì? Người đến đây làm loạn à? Trẫm không tha cho ngươi đâu. Dạ. Bà qua ăn cơm đi, để cho nó nghỉ ngơi một chút. Ba, bà nhớ Bách Tám Tàn không ba? Sao tự dưng con nhắc tới Bách Tám chi vậy? Dạ, tại hồi trước á, ba hay dắt tụi con đi coi nhóm của Bách Tám Tàn biểu diễn motorbike á. Mà hơn một năm rồi, không thấy Bách Tám biểu diễn nữa. Mấy cái gánh xiếc rồng rài đây mai đó, ai mà biết họ biểu diễn ở đâu. Mà nhà mình bao nhiêu chuyện rắc rối rồi, con nhắc tới chuyện đó làm chi nữa? Dạ. Thiều, sao tự nhiên con lại nhắc đến Bác Tám vậy? Dạ hồi chiều á, con gặp Bác Tám ở trong khu rừng phía sau thì chết á. Sao con liều quá vậy Thiều? Nhưng mà sao hãy nhắc tới Bách Tám á, là ba má sợ dữ vậy? Nghe đồn á, là ổng với đứa con gái tự nhiên bị khùng, rồi hai cha con chưa vô rừng ở. Hai người đó ở trong rừng, bộ không sợ con ma cọp sao? Cọp thiết cái gì? Mấy người lớn trong làng á, sợ đám con nít tụi con chưa vô trong đó, rồi thấy hai cha con ổng, nên mới bị ra chuyện ma cọp để hù mấy đứa thôi. Xâm phạm vương quốc của ta vậy? Coi chừng ta bêu đầu đó. Con là Bác Tám. Hai vợ chồng bác lớn tuổi rồi mới có nó. Nó là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho bác sau hơn nửa cuộc đời rầy đây mai đó.